tình yêu vợ con nó vướng mắc rất chất chỉ là nhiều thứ. Cái bản thân đấy là Huynh đã từng ngồi và thấy được rồi. Nếu như mình khi mà ngồi vào tứ thiền và đạt đến phi tưởng ấy, thì không biết nó an lạc ở trong đấy đâu. Nhưng khi thoát ra khỏi thiền thì cái tham sân si vẫn còn. Có nghĩa là mình vẫn tiếp xúc với lục căn này, tiếp xúc với lục trần, mọi thứ, công việc và mọi người, nó lại quay lại ngược lại. Nhưng cứ ngồi thiền thì nó lại được như vậy. Cái đấy là nên là Đức Phật mới phải có cái phương án là bát chánh đạo ở cái chỗ đấy đấy. Còn là khi mình xả thiền ra, quay lại đời sống thường, và khi mình cái tâm mình nó đã định được rồi ấy, thì bắt đầu ngài mới đi hoằng pháp thôi. Cũng như là như nãy vừa mình vừa thấy, cũng như là có một người nói sai, biết người ta nói sai đấy, đúng không? Nhưng trong lòng mình rất là muốn phản ứng lại cái lời nói đó ngay lập tức. Đây gọi là xuất khẩu của ngôn. À, mình muốn phản biện ngay, biết là người ta sai và muốn chỉ cho người ta ngay, đúng không? Đấy, ở trong lòng ai cũng vậy. Nhưng khi mình lắng lòng và mình nghe được cái tâm tư của người ta, mình biết người ta như vậy, mình chỉ nói như kiểu Đức Phật chỉ nói đúng một câu thôi, có thể là chuyển hóa được người đó. Và người đó không nghe nữa, thôi mình không nói nữa và dừng luôn. Bởi vì những người mà có trí tuệ, người ta không đi phân bua, nghĩa là không phân bua giữa đúng và sai. Có là chi kiến thì cái gì nó đúng gọi là chi kiến, nhưng khi mà lọt sâu vào đạo ấy, từ chi kiến nó không còn đúng sai nữa, và cái đó nó vô thường. Cũng như kiểu lời nói của bác vừa nãy vừa nói xong, chưa tích tắc một giây, một sát na, nó đã là vô thường và trở về quá khứ rồi, nó không còn ở hiện tại. Nếu mà một người có một cái nhìn rộng ra thì người sẽ thấy được, biết nó là vô thường, mà nó tạo trong một tích tắc, một sát na thôi, nó đã là về trở về quá khứ rồi. Dạ, con biết hồi nãy con có chắc vào cái câu nói về con có sân hận lên đó. Đúng rồi, có như là cái đấy Sư Huynh biết mà. Tại vì Sư Huynh cũng đã từng trải qua, và khi mà chưa biết đạo Phật, gọi là mình cũng đã từng một con người làm thiện, đi giúp người nghèo, đi chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn, thấy những cái hoàn cảnh, thấy người như này mình rất là thương ở trong tâm mình ấy. Hoặc thấy một con vật nó bị làm sao đó, người ta giết, người ta mổ, trong tâm mình rất là đau, thật sự là đau, nhưng mà trong lòng mình rất là buồn. Cũng như Đức Phật ấy, khi mà nhìn thấy bốn thứ là sinh, già, bệnh và chết, thì Đức Phật rất là buồn về sống một cách rất là ưu tư, muộn phiền. Ở trong hoàng cung ăn không ngon, cũng như lúc nào cái tâm của ngài ấy, nó cũng ưu tư, nó buồn bã. Thế khi mình nhìn thấy như vậy, và ngài nó quyết định đi tìm con đường để làm sao tìm được cái con đường gọi là chánh đạo, để giúp cho tất cả chúng sinh ấy, sống được an lạc, hạnh phúc và giải thoát niết bàn ở cái chỗ đấy. Và khi thì sư đệ biết là Đức Phật đã từng học qua hai thầy của mình và đạt đến cái cảnh giới nó cao nhất, cũng như là vào thiền ngồi rất là an lạc, nhưng đến khi xuất thiền thì cái tham sân si, tất cả mọi thứ nó quay trở lại, nó không có gì thay đổi. Và cuối cùng thì ngài quyết định là đạt đến cái cảnh giới là gọi là mọi người biết là 49 ngày ngồi thiền và tìm ra được cái phương pháp gọi là bát chánh đạo. Và tại sao bát chánh đạo nó không bao giờ mất được đấy? Nhưng mà khi mà mình cái thanh tịnh đạt được cái đấy thì cái tâm mình hay gọi là vô ưu vô lo vô nghĩ. Vô như này không phải là vô, có nghĩa là mình vẫn biết cái sự vật hiện tượng là việc đó đúng, việc này sai, nó xảy ra trước mắt mình đấy, nhưng mà cái tâm của mình nó không có động. Bởi vì cái Phật pháp này nó phải tùy duyên, nên là Đức Phật, cuộc đời của Đức Phật là chỉ dành một việc duy nhất là đi khất thực, không có làm gì cả. Thân thể của ngài chính là cái mảnh ruộng, mình là phải đi cày cuốc đấy. Còn giáo pháp của mài là tùy duyên để khai thị và hóa độ chúng sinh. Đầu tiên là phải khai thị nhé, mọi người nên từ hóa giáo hóa nợ khác mà khai thị, có nghĩa là mở ra một cái trí tuệ
cũng là chỉ cho người ta biết cái sự thật, à cái cuốc này nó bố xuống đất, thì ở dưới đất nó có con gì, với những cái mắt không có trí tuệ thì không nhìn thấy, đúng không? Nhưng ở trong đất nó có những cái sự sống, mầm sống, vi khuẩn, vi trùng, virus rất là nhiều, có thể mình giết chết nó, hoặc có con kiến là con nhỏ nhất thì chưa phải, nó còn virus, con vi khuẩn, vi trùng là con thứ nhỏ nhất đấy, thì Đức Phật nói là đấy là gọi là chúng sinh. Đấy. Còn cây cối thì nó không thuộc vào chúng sinh, nó lại khác. Nhưng cái gì mà nó sống, cử động và bằng cái nhận thức được gọi là tánh linh ấy, biết ấy, mà nó căn cơ cao một chút ấy, thì gọi tất cả là hạng chúng sinh, từ con người thấp nhất. Còn bên về thực vật thì nó là hạng gọi là cái tánh linh của nó, tánh biết của nó thì nó là thấp nhất. Thực vật này. Nên là nhiều người học nhưng mà phải hành đó, cái này mình phải hành, mình học thì nó là sự kiến thức thôi. Con ngày hôm qua con tí bầm cái đùi luôn, nên con ngồi không có được. Nó bị đi, lúc đầu nó đi không được luôn. Lết, rồi tới chiều tới tối nó bớt. Hồi sáng nay đi được nhắc. Thế Sư Huynh có biết kiểu cha mẹ mình có sai không? Sư Huynh cũng biết là từ cái nghiệp quá khứ của mình ấy, mình biết là khi mà người cha mắng mẹ mình, đánh mẹ mình, rồi đi nói xấu người khác, mình ngồi, mình nghe, mình hiểu và mình biết hết nhưng mình không nói. Thứ nhất mình không tham gia vào nghiệp, nên là phúc ai nấy hưởng, họa ai nấy chịu và nghiệp ai nấy mang. Nhưng khi mà mình đạt được một cái quả vị nào đó, mình về mình có thể giáo hóa được cho cha mẹ mình, nhưng chưa chắc đã được. Bởi Đức Phật nói còn phải là duyên nữa. Khó cực kỳ. Mọi người cứ thử ngẫm mà xem bản thân như con này này. Sinh ra như ba mẹ mình lại thích ăn thịt, ăn động vật. Và khi giết thì con này cảm thấy là vui, nhưng mình cứ muốn nhìn thấy ba mình cầm con gà cắt cổ mình lại tránh nó ra, mà tim mình nó rất là đau. Mình có một cảm giác mình kiểu mình kết nối được với nó, có một cái sợi vô hình nào đó. Nên Đức Phật nói là con người và thiên nhiên này, tất cả vạn vật đều có một cái sợi vô hình mà nó liên kết, thì đấy người ta gọi là nghiệp và tâm thức, thì nó dẫn dắt mình đi đấy. Nên là khi nhìn thấy chúng sinh thì biết là cái nghiệp lực dẫn dắt chúng sinh đi về đâu và tái sinh ở đâu, thì Đức Phật nhìn thấy là như vậy đó. Chứ thực tế ra thì cuộc sống thì phàm phu, mình chưa ấy được đâu, chưa đạt được quả vị đâu mọi người. Không phải mình nói là dễ, nhưng mà để mà mình hành ấy thì nó rất là khó. Cái đấy là thật sự đơn cử như kiểu mình mọi người cứ đơn giản là nghĩ nó vô tư, nó thoải mái, cái đấy là của người phàm, thì mọi người được cái hình ở bên ngoài, à nhìn như là tướng thì mình gọi là tướng do tâm sinh, không là tướng tùy tâm diệt. Nhưng nếu mình chú tâm và tu cái tướng đấy, mình lại thành một tham, và hãy để tự nhiên, có nghĩa là mình quay về cái bản thể để tự nhiên nó diễn ra đấy. Khi mà mọi người thấy được cái gọi là khi mà mình ngồi thiền, tự bản thân Sư Huynh này là mọi người ngồi ở một gốc cây là nó tĩnh lặng. Nhưng là Đức Phật luôn khuyến cáo tất cả các tỳ kheo mới vào con đường đạo nên tìm một nơi an trú tĩnh tu, gọi là nơi thanh tịnh nhất, để mình ngồi thiền và mình quán vào bên trong mình, cũng như là nhìn vào tâm của mình thì thấy ở trong đó có những cái gì, và tự người đó chia sẻ lại với người thầy mình, thì người thầy sẽ có một phương pháp để trị nó khi nó khởi lên. Nên là mới gọi là tứ chánh cần, rồi 37 phẩm trợ đạo, hay cái gì đó để trợ lực, 7 giác chi để trợ lực cho cái ngồi thiền. Khi mà đạt đến cái tâm gọi là thanh bất tịnh, như là diệt tưởng tọa tịnh tức rồi ấy, thì cơ thể của mọi người tự nhiên nó thay đổi,
và trong cơ thể của mọi người nó rất là thanh tịnh, an lạc, nhẹ nhàng. Khi nó đạt đến một cái thanh tịnh nhất định rồi thì cơ thể đó tự nhiên nó phát ra một cái mùi thơm và nó có một cái năng lượng từ trường, mình hay gọi là hào quang, nó phóng ra, nó sáng, nhìn nó rất là sáng. Nhìn khi nhìn vào người đối diện, một người tu đó, thì Đức Phật nhìn thấy sự an lạc nó hiện lên những khuôn mặt của người đó. Dù nắng mưa có bị chói đầu thì người ta vẫn cứ vui vẻ. Phải biết nó vô thường, mình quán thấy nó vô thường. Nắng thì tí nó lại dâm, chiều mai nó lại dâm. Đấy. Thì nó đen cái thân thể này thì cuối cùng thì nó cũng phải già cái thân thể này, nó có trẻ mãi được đâu. Thì quán được cái vô thường ấy thì mọi người sẽ hoan hỉ và vui vẻ sống. Nên là Đức Phật phải, khi mà ngồi thiền thì mọi người phải xả được, vì trong thiền nó sinh ra hỷ lạc. Nếu mà mình cái hỷ lạc đó mà mình cứ chìm đắm vào trong đó, mình không có thoát ra thì nó thành tham. Và cái tham đấy thì nó cũng quay lại luân hồi, nó không có giải thoát được. Nên bắt buộc là phải là cái từ xả thiền ra khỏi định để quay lại cuộc sống bình thường, lấy thân người này để đi khai thị và giáo hóa chúng sinh, tùy duyên mà độ và tùy duyên mà diệu dụng cái pháp đó. Có nghĩa là căn cơ của tất cả chúng sinh nó khác nhau mà Đức Phật nhìn thấy hết. Với căn cơ của người như thế này, một người như thế kia thì dùng pháp như thế nào đó để đối trị. Và thường thường hàng năm thì những tỳ kheo này hay tỳ kheo ni này, đúng không? Tỳ kheo thì mọi người có thể thấy là họ sẽ về một cái nơi trú xứ đó, thì Đức Phật sẽ hỏi, hoặc là bất tỳ kheo nào có những câu hỏi nào trong quá trình mình tu tập đạt được đến đâu thì người tu đó sẽ biết hỏi Đức Phật. Mình vướng mắc cho nào thì Đức Phật sẽ có một cái giáo pháp để trị ngược lại, làm sao nó không còn vướng mắc nữa. Đấy. Còn vấn đề đi xuất gia, cái tu học nó lại khác. Từ xuất gia mình gọi là cắt ái ly gia, là xuất gia là có nghĩa là bước ra khỏi căn nhà phiền não của sự lo âu bộn bề của sống hàng ngày, đó là xuất. Nếu mình còn ở căn nhà này, trong ngôi nhà này thì mình còn phiền não. Thứ nhất mình phải lo lắng để giữ căn nhà này, có vợ có con mình phải lo giữ và chăm sóc cho vợ cho con, rồi đi kiếm công ăn việc làm, kiếm nhiều tiền, rồi tất cả mọi thứ lo lắng phiền não hàng ngày, chưa nói đến việc là xảy ra những cái mâu thuẫn nếu như không biết cách xử lý, rồi vẫn đến anh em họ hàng đấy, bà con lối xóm và tổng thể xa nữa là xã hội. Đó là tất cả căn nhà đó bắt buộc là phải đi. Nên là Đức Phật mới nói dùng, nếu là những ai mà đi theo bậc đạo sư ấy, thì người ta giao hết cái thân và tâm cho cái bậc đạo sư đó và chỉ việc đi theo Đức Phật ba y một thát đó, khất thực để nuôi sống cái mạng thân này, tu hành cho đến ngày giải thoát, đạt đến cái niết bàn tối thượng là không còn luân hồi sinh tử đấy. Nên là nhiều người lên mạng nói là cái Phật pháp rất là nhiều ở trên TikTok ấy, bản thân sư huynh cũng biết này, kể cả những người thầy ngày xưa nói sai chật hết, nên thì sao con không thích vào chùa? Con dám khẳng định một cái là sai phép, toàn mê tín dị đoan này. Nhưng mà mình không nói xấu được, có nghĩa là mình phải là một Phật tử chân chính, bảo vệ pháp đó, không có cầu siêu cầu an mê tín dị đoan ở trong đó. Những người như vậy là không phải mình nói từ lời, cho mình không phải ghét một cái gì cả, mình rất quý những ai mà hiểu về Phật pháp. Nên là mình luôn là có câu hỏi đặt cho các những bậc cao tăng và đại đạo nhất, tại sao lại có đạo Phật, vì sao đạo Phật lại sinh ra, mà không tìm lý do nguyên nhân của nó, cứ cắm đầu vào học.
Đấy. Đạo Phật sinh ra để giải quyết cái gì? Chứ không phải là cầu an, là ban phước giáng họa. Nên là sư huynh có bao giờ nghe những người thầy ấy đâu. Người ta cứ bảo mình không biết và mình không thích. Hay là bản thân sư huynh có bao giờ lên mà đi các phòng lai khác, rất biết đề là có con người rất là cầu tiến, muốn học đạo, muốn bước đi con đường đạo để thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, không còn muốn víu ở thế gian này nữa. Cái đấy mà là Đức Phật mới nói là cái tối thượng nhất. Đấy. Tại vì con người khổ đau nhưng mình không có biết. Khi mình gặp nghịch cảnh ấy, thì nó sinh ra hận mà. Cầu không được thì nó hận đấy. Cái tám nó khổ là sư đệ là biết rồi còn gì, đúng không? Lắm lúc mình phải đặt ra câu hỏi là sinh lão bệnh tử, sinh ra tại sao cũng khổ. Đúng không? Lớn lên thì cũng khổ, rồi già thì cũng khổ, chết cũng khổ. Nhưng có ai hiểu vì sao? Đấy. Cũng như bản thân đệ này này, sư huynh này, cũng nhìn thấy anh em hàng xóm láng giềng, nhìn thấy người thân của mình mất đi từng giờ, từng giây, từng phút. Mà sư huynh cũng cảm thấy rất là kiểu trong lòng mình có một sự trắc ẩn đó. Mình cũng muốn là đi tìm một cái điều gì đó để giúp cái người đó, thì mình mới quyết định là đi làm việc thiện, đúng không? Kêu gọi, chia sẻ, kết nối yêu thương, lan tỏa những điều tốt đẹp, là một cầu nối nhân ái để giúp những hoàn cảnh đó. Nhưng mà đến khi bắt đầu để với sư huynh mới nằm mơ cái năm bức tượng Phật đấy, từ đấy bắt đầu mới quyết tâm là khả năng sau này mình sẽ xuất gia và đi đúng con đường của Đức Phật. Và đến khi mà sư huynh về có đọc kinh rất là nhiều, đọc từ tiểu sử, ngẫm nghiền tại sao Đức Phật nhiều tiền như thế, được ăn sung mặc sướng như vậy, được cung phụng như vậy, vợ con thì rất là đẹp, tại sao ngài lại bỏ đi. Rồi đến khi mà tìm hiểu sâu hơn nữa thì mới thấy là Đức Phật đã từng là một người như thế, nhưng nhìn thấy cái già, nhìn thấy cái bệnh, nhìn cái sự khổ đau của mọi người ấy, mà ngài trầm tư, trầm mặc, ăn không ngon, ngủ không yên, phải tìm được cách nào đó. Và đầu tiên phải tìm được lý do và nguyên nhân, sau đó mới tìm cách. Và trong quá trình mà tìm lý do, nguyên nhân tìm ra được rồi, thì ngài đã tìm ra được một thứ, đúng không? Vì sao lại dẫn con người luân hồi đó? Và tìm ra cái mục đích cuối cùng, ngài đã tìm ra được cái gì? Là cái hạnh phúc tối thượng đó là gì? Giải thoát khỏi luân hồi, không còn quay lại thế gian này nữa, thì đó là hạnh phúc tối thượng, niết bàn. Nhưng mà khi mà Đức Phật giảng cho mọi người đó, những bậc mình hay gọi là cư sĩ, Phật tử tại gia, thì ngài giảng cho những pháp thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử, có được cái hạnh phúc an lạc. Còn đến cái niết bàn thì còn rất là xa. Nên nhưng mà ngài ít giảng. Đối với những cái tỳ kheo đó, người mà đi theo Đức Phật đó, là người ta cái tâm của năm mong cầu là cái sự giải thoát khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Đấy, còn nhưng mà với những người tại gia cư sĩ đó, Đức Phật chỉ nói với năm giới thôi. Pháp của vợ chồng là gì? Giữa vợ và chồng thì cần tôn trọng lẫn nhau, không trên cương vị là ái dục hay là vật chất thì cái hạnh phúc đó mới có. Nếu như chỉ cần nặng một bên hay nhẹ một bên thì cái hạnh phúc tan rã. Và tôn trọng lẫn nhau, hại vợ chồng. Và trách nhiệm của người chồng đối với người vợ, người vợ trách đối với người chồng, và đối với vợ con, và đối với con cái, và đối với xã hội. Đó. Thế là cái mà Đức Phật muốn cho một người thấy được ở chỗ đấy. Với nhà hàng Phật tử nhé. Còn với những người muốn thoát ly ấy, các bạn muốn ra khỏi được vòng luân hồi sinh tử đó, chỉ có ba y một bát,
không còn dính mắc chuyện đời, tiền nong, vợ con, vàng bạc. Khi không còn dính mắc cái đấy nữa và giảm được cái ăn này, ở, mặc, đi lại, rồi mọi thứ. Đấy là đang nói về thân thể nên về cái dục thôi nhé. Nó là thân xác. Sau đó bên trong mình quay lại cái tâm hồn của mọi người nữa cơ. Tâm nó còn giải thoát hay không nữa cơ. Khi giải thoát là hai thứ đấy thì là một người đạt đến cái niết bàn rồi, thì không còn cái nghiệp lực nào để mà đưa một người quay lại nữa. Nó gọi là tham sân si giảm, mình có đoạn trừ, mình hay gọi là đoạn trừ. Nhưng mà với mà cư sĩ tại gia đó, với những người mà Phật tử tại gia thì một người đoạn trừ thôi, mình giảm, giảm được cái dục vọng của mình thì một người bớt khổ, bớt lo lắng, bớt suy tư mà sống hạnh phúc. Đấy là nhiều người, cái bản thân nhiều người không tìm hiểu nguồn gốc của đạo Phật, không có biết là đi cũng chẳng đúng đường với bản thân bây giờ như kiểu chưa như vậy. Còn vướng mắc mẹ già nên chưa có thể là bay một bát đi cùng mọi người học được vào một ngôi chùa nào thật nghèo, đi chỗ thầy Thích Giác Khang nữa để giải thoát cái thân này đi. Và khi đệ đọc đến cái quyển gì ấy, xong rồi tại sao Đức Phật bảo thọ thực một ngày ở kinh Pháp Cú ấy, nhất tọa thực, để có ít bệnh được an lạc, hạnh phúc, không có nhu cầu. Mà trong khi đó sư huynh đây vẫn ăn ngày một bữa thôi. Vẫn như này mình cũng không phải nói chỉ những người mẹ, người cha, người mẹ gần mình, hàng xóm mà ta biết thừa hết. Mà người ta bảo chịu mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui hạnh phúc mà, thân tâm vẫn an lạc. Nhưng mà sư huynh là vẫn còn vướng mắc mẹ mình. Đó là mình vẫn còn mắc cái nợ đời đấy, như kiểu sư đệ đấy vẫn còn mắc người mẹ già đấy, bây giờ bệnh tật không ai chăm sóc. Hoàng tử thì ngày xưa thì có vua chúa, có người hầu kẻ hạ chăm sóc, nó lại khác. Đấy, nên là mình vướng mắc cái chỗ này đấy. Nhưng mà cái thân tâm mình ấy thì không còn luyến ái nữa, cũng nói thẳng với gia đình, với mọi người, thôi kiếp này con quyết định là không muốn quay lại nữa. Là tiền bạc mình có giữ gì đâu, xả bỏ hết, đưa hết lại cho bố, cho mẹ cầm hết giữ, thích làm gì làm, cả xe cộ. Thế thôi. Còn giữ lại đúng cái điện thoại này thì sư đệ biết sư huynh có bao giờ lên live mới đâu, có thể cả tuần, cả tháng. Con cũng vậy đó, con cũng nhìn thấy được con đường giải thoát. Đúng rồi, đó là con đường. À, con đường giải thoát rất là tốt đẹp. Nếu như mà từ trước mà con không biết đến thầy Minh Tuệ nè, không biết đến Phật Pháp nè, thì con cũng không biết đến con đường giải thoát này. Không đó là đường nào, hổ đâu. Mình nhìn thấy rồi nhưng mà mình vướng mắc cuộc đời ấy. Còn nhiều thứ, nhiều cái này nọ. Nhiều người cứ mình tu thì mình không vướng mắc vào danh lợi thực thùy, danh thọ thực thùy là được. Nếu một người vướng mắc vào đấy, còn nếu một người thích tu tâm tướng đẹp ấy, đơn giản lắm. Thật. Bản thân con thế thôi. Cũng phải là nhiều người thì mình lên mạng xã hội mình khoe khoang thế này thế kia, nhưng con không. Ngồi nói chuyện với một người, con vẫn ngồi kết già bình thường cả ngày. Mấy tiếng ngồi bữa không sao cả, ngồi vẫn an lạc mà. Ai làm gì kệ đâu, hàng xóm kệ. Những ý là khi mà một người ngồi thiền nên một người nên tìm cái nơi tĩnh lặng rồi mình sống hạnh độc cư vài tháng. Sau khi mà cái hoàn thành được rồi và thấy tâm của mình nó đã định rồi, sau đó mình mới bước ra ngoài xã hội. Đúng là mình đọc sách vở rồi nhá, nghiên cứu hết rồi, thì lúc đó một người mới có cái đối trị lại. Đấy. Nên là cái vấn đề xuất gia Đức Phật nói là tự thắp đuốc lên mà đi, là ý nghĩa là gì? Tự mình bước ra khỏi vòng an toàn. Nếu mọi người còn ở nhà, cơm cha áo mẹ thì không có thể lúc nào cũng ở trong vòng an toàn. Khi mà ở trong vòng an toàn thì mọi người rất yên tâm, đúng không ạ? Không bao giờ lo lắng muộn phiền cơm áo gạo tiền. Nhưng khi tự mình đốt đuốc lên mà đi, kể cả con của Đức Phật thôi, tự phải đi khất thực,
thì lúc ra ngoài đó mới cảm nhận được mưa, nắng, gió, nguy hiểm. Tất cả mọi thứ nó đến với mình thì tự thân con phải đối diện với nó, và đối diện với nó dùng một cái tâm thái nào đối diện với nó để chiến thắng được cái sinh già bệnh chết. Người đó là tĩnh chỉ hơi thở, mà mình làm chủ được. Nhưng mà bản thân con thì chưa đạt đến siêu anh, định chưa đạt đến cái đấy thì mình cũng chưa. Theo con biết như gì nè, nhiều người nói tại sao người tu lại làm chủ được sinh già bệnh chết đó, là ở đây là khi mình đối diện với nó mình vẫn không hoảng sợ, không sợ hãi. Dạ đó, đó là mình làm chủ đó, chứ không phải là làm chủ để cho mình sống trường thọ, sống vĩnh viễn hay gì. Không, không, cái đấy không được, cái đấy nó là thì bởi vậy như nhiều người, nhưng mà đến con họ không 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 tu học á là họ không có hiểu được sau rồi đó. Dạ như là sư huynh này, cái muốn sau này mà học xong nhá, đạt khoảng mấy tháng rồi sư huynh ra ngoài chợ ngồi đấy cứ nhìn người ta quay lại thôi. Nhưng có người khác mà đang nói chuyện, sư huynh đang nói chuyện không? Cha mẹ mình đang bên cạnh này, kiểu đang có người nói chuyện sẽ bực mình quay lại. Mày im miệng đi để tao ngồi nói chuyện một tí nào. Tâm bác đang động, do lục căn mình nghe thấy động. Nhưng là sư huynh ấy kệ, hàng xóm nói chuyện kệ. Còn sư huynh là đang tập trung là nói chuyện với đệ, là cứ nói chuyện với đệ. Tai vẫn nghe cái gì, không có liên quan, không có để ý. Người ta có chửi cái đánh kệ. Đấy, thế là sư huynh mới chia sẻ vấn đề, có nghĩa là dù sư ấy không giết con kia, mình mang lòng thương là không giết con chó này, không hại nó này, nhưng cái quy luật của tự nhiên thì con mèo này nó vẫn bị con hổ nó vồ ăn, con hiêu nó vẫn bị con hổ nó ăn, đó là quy luật của tự nhiên. Và con chiến kia bị chết xác đi ấy, hoặc là con ấy chết xác đi thì vẫn bị con này ăn, đó là quy luật. Nhưng khi mình tu rồi ấy, là mình không có tạo nghiệp mà mình khởi lòng từ bi yêu thương nữa, đúng không? Thì mình không có còn giết hại nó nữa. Coi trọng mạng sống, đây gọi là tránh mạng tất cả của chúng sinh, mình phải đều coi trọng. Nhưng với người phàm ấy, chỉ cần nhìn mình biết mà. À, các ông thì là ghét con chuột nó cắn cái bao thóc mình, đúng không? À, nhưng mà rõ ràng lại nuôi con chó. Xong mình hỏi ngược lại, thế con chó nó có tác dụng gì không? Đấy, mình luôn hỏi ngược lại và mình sẽ phân tích cho mọi người. À, con chó nó bảo vệ nhà. Vì sao nó bảo vệ nhà? Vì có trộm cắp. Vì sao không học theo Đức Phật nên mới có trộm cắp? Mình là phàm phu mà. Đây, cái đơn giản chả cần mọi người phải giải thích cho Giang cả. Con chuột nó phá hoại mùa màng, nhưng mà con chó thì bây giờ không ai nói con chó nó có làm cái gì không. Nó chỉ ăn mới nằm mà nó được ăn uống sung bằng sướng, được một người chiều chuộng. Nhưng con chuột, tất cả con vật nó đều có tánh linh. Kể cả vào mùa mưa lũ hay là mọi người hay quan sát những con động vật đó, nó vẫn biết thương con nó. Con chuột nó vẫn thương con nó, kể cả nó chui xuống cống, nó bị lũ lụt nó lại đưa con nó lên chỗ khô. Mình cứ quan sát mà xem, con động vật nó cũng như vậy. Nó cũng có tình thương ở trong lấy, nhưng mà cái con động vật nó khác con người. Mọi người phải quán chiếu thật kỹ vào thì sẽ thấy được. Chưa nói đến con người mình đâu. Con kính chào thầy ạ. À, gì vậy? Con kính chào chủ phòng ạ. Khi mà học Phật rồi ấy, mà sinh đề mà học Phật rồi ấy, nó sướng cực kỳ luôn. Người nó nhẹ thanh cực, đi lại đều nhẹ nhàng, an nhiên tự tại, không có muộn phiền lo lắng suy nghĩ. Dù cái chết nó có đến, nghịch cảnh nó đến, mình vẫn chấp nhận nó, chướng duyên nó đến, hay là mọi thứ vẻ đẹp nó đến, thì sư đệ đừng có nên khởi cái tâm vui vẻ. Nếu như nghịch cảnh nó ngược lại thì các thầy lại khởi tâm sân hận, nên dùng cái tâm nó đối đãi với cảnh là như vậy. Có nghĩa là mình cần cái thời gian để chuyển hóa. Cần con chó này nó thuần thì phải có thời gian để chuyển hóa nó, và nuôi dưỡng lòng từ bi thì con vật đó nó sẽ thuần, mà nó sẽ cảm nhận được cái lòng thương từ chính của gia chủ đó. Và cái con vật đó nó cũng cảm nhận được cái từ trường năng lượng qua nhiều đời nhiều kiếp. Mình hay ăn thịt chó à, mình hay làm gì, hay đánh con chó ngày xưa như thế này, thì nó nhìn thấy mình có thể nó quay lại nó sủa, hoặc nó cắn mình thì mình trả. Thì lúc đấy Đức Phật nói là quán lại cái nhân quả, là mình trả nó vui vẻ. Đây, ngày xưa sư huynh bị chó cắn này có đi tiêm đâu,
Và lúc đi làm thiện nguyện đấy, chó đẻ đứng cho nó cắn 4 lần mà da thối thịt. Rồi mình xác định chết, không có tiêm thuốc, không có làm gì, giờ tự nó lành. Cho đến khi mình quay lại con chó đó, mình vẫn đứng ở đấy mà nó không cắn, nên mình bảo sẵn sàng nếu mình cắn mình trả lại tiếp. Rồi cuối cùng mình chuyển hóa được nó. Mình cũng không xua đuổi nó, mà không như nó vồ nó cắn, sư huynh vẫn để cho nó cắn mà. Mà chủ nhà thì ra quát đánh nó, mình bảo thôi bác ơi đừng đánh. Nó cũng là một con động vật, nó cũng biết đau biết đớn. Đấy. Mình cảm nhận được. Giả dụ như mình ai mà đánh mình xem, mình có tức không? Nhưng mà khi mình học Phật rồi, mình biết về Phật Pháp rồi, là mình biết à, hóa ra cái lòng tha thứ, lòng từ bi mới vào cái đấy khó học nhất. Phải nói là như vậy. Đúng rồi. Đấy, mình quán là nhân quả. Mọi người khi mà đến sự vật sự việc nó đến, nó xảy ra với mọi người ấy, thì mọi người phải quán được nhân quả. Và khi đấy mọi người không gieo nữa, và mọi người phóng cái tâm từ bi nó ra, thì đến một ngày nào đó cái đạo quả mọi người nó tròn đầy và nó đủ cái định lực, đúng không? Thì mọi người sẽ chuyển hóa được cái thân tâm của mình. Nó thanh tịnh nhất, cũng như là đến những cái tế bào ở trong cơ thể này này, nó có con này như này, tế bào nó sau này mọi người mà có khoa học ấy, người ta sẽ kiểm tra những người nào mà có thân tâm thanh tịnh, tế bào ở trong con người đó khác hoàn toàn với những người mà tham sân si, khác hoàn toàn luôn. Và những người mà có được những cái tế bào mà thân tâm thanh tịnh như vậy thì nó rất là ít bệnh. Đó. Còn xa hơn nữa thì bản thân sư huynh thì cũng chưa đạt đến, cũng như là ngồi thiền thì sư huynh ngồi có thể cả đêm xuyên đêm vài ngày. Thời gian vừa rồi sư huynh còn nhịn ăn đến ngày thứ năm cơ mà, chỉ ngồi một chỗ thôi. Nó mỏi cái này quá thì mình lại nhở nó ra, lại nhấc nó vào ấy. Nhịn ăn được 5 ngày liên tục. Rồi cứ thử khả năng chịu đựng của mình nhé. Mà chỉ mình chỉ hít khí trời thôi. Đó, ngồi những nơi tĩnh lặng nhất thì mình mới thấy Đức Phật ngồi được 49 ngày liên tục cũng vẫn có khả năng đạt được, bởi vì tâm của Đức Phật nó quá thanh tịnh. Ở trước khi Đức Phật trở thành Đức Phật đã là một vị Bồ Tát rồi, yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn loài từ lúc nhỏ rồi, không giết hại con này. Nên là nếu mọi người là khi mà tìm hiểu về lịch sử, mọi người phải biết được cái vì sao lý do lại sinh ra ấy. Nên là những người Phật tử chỉ cần giữ năm giới thôi, đúng không? Không sát sinh đấy, không tà dâm đấy, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu bia. Và hiện tại bây giờ thì là thời 4.0, 5.0 rồi, là không trích hút ma túy đấy, nghiện cờ bạc, những cái chất mà làm cho mình, con người mình ấy, cái bộ não của mình ấy nó u mê ấy. Và tại sao mà trong đạo Phật lại cấm nghe nhạc, các tỳ kheo nghe nhạc này, xem ca hát, đố mọi người biết đó là tần sóng rung động dễ vào đấy mọi người. Và khi đấy nó nghe được rồi, qua sáu căn nó thêm nhiễm vào tâm mọi người, thì trong tâm mọi người nó không còn sự thanh tịnh nữa, nó bị cấu uế. Nên Đức Phật nói là tâm mọi người, thân mọi người bị cấu uế, ố trược đó, nó nhiễm bẩn. Nên là khi mà kể cả mọi người có mắng, có nói con ở trên mạng, không bao giờ sư huynh mà quan tâm đâu. Đấy là như vậy là sư huynh bị động tâm đấy. Nên sư huynh bị tâm thì cuối cùng là sư đệ mà tối về sẽ nằm mơ ngay, đúng không? Thì cứ nghĩ đến câu chuyện mà chiều nay mình đi nói nhau với ông kia, cái là ngủ không ngon luôn, phiền não đến luôn, liên tục. Nên là thầy Thích Minh Thể mới nói một người một câu là gì không? Anh có ngủ một căn nhà 8 tầng, điều hòa bật máy lạnh, mà tối anh toàn lo nghĩ chuyện vợ con này, chuyện hôm nay cãi nhau đánh nhau, không bằng tôi ngủ gốc cây, an lạc hạnh phúc, vừa kệ nó. Và câu nói là cũng câu nói của Tất Đạt Đa đấy, Cổ Đàm đấy. Nói với ai biết không? Nói với vua Bimbisara đấy, một vị vua đấy. Còn vị vua có ngồi ở trong cung mà, tại sao nhìn đấy, lúc ấy gọi là bạn mà, ngày xưa chiến tranh gọi là bạn,
Nhìn anh gọi là bạn ăn mặc ăn thì rất là đơn giản, ngày có một bữa, ngồi gốc cây mà nhìn gương mặt của ngài sao nó an lạc, nó thanh tịnh, nó không có sự phiền não lao nó xuất hiện. Và trong khi đó đệ thì lại ngủ trong ngôi nhà vì vương cung này nó lo lắng suốt ngày rồi, chuyện thế sự chuyện này đấy. Và nên là khi mà mọi người mà tập được cái tâm mới không đơn giản. Nhưng sư huynh này 4 tháng nay sư huynh chỉ ngồi xong là việc của mẹ mình xong ấy, thì quay lại ngồi thiền và nghiên cứu kinh sách. Khi nghiên cứu kinh sách thì phải phân tích ra được câu nào đúng, câu nào sai, và câu nào là của Đức Phật nói ra, câu nào là không phải. Và đạo Phật thì không có chuyện cầu an, cầu siêu, cầu mong phước đức gì cả, mà đạo Phật chỉ cho mọi người tự mọi người chuyển hóa được nghiệp lực đó, không có xem bói xem biết gì cả. Vì sao Đức Phật khuyên tất cả các đệ tử, dù ngài biết đấy nhưng ngài không được xem, cũng như là Đức Phật nhìn thấy được nghiệp lực của người đó, nhân quả của người đó nó vận hành như thế nào, nên Đức Phật chỉ cho mọi người cái giáo pháp nó đơn giản, chỉ cần năm giữ được năm giới, làm những việc thiện lành thì tự cái vận mệnh con người nó thay đổi. Còn cái mạng thì nó là của nhân của kiếp trước, cũng như là cái sự chết sống ấy, nó là nhân của kiếp trước mình gieo, thì kiếp này mình quay lại mình trả luôn. Nhưng mà cái vận mệnh con người là quyết định bởi hành nghiệp của người đó, nên Đức Phật chỉ cho mọi người con đường đó thì mọi người cứ thế mà đi. Cũng như câu chuyện giữa người lái đò với Đức Phật nói chuyện với nhau đó, đứng ở bên này chỉ nhé mình cầu nguyện mình có thể sang được bến bờ bên kia chăng, nhưng với người lái đò thì không thể sang được. Thì với giáo pháp của Đức Phật cũng vậy thôi, nghe mà không thực hành thì cũng chỉ là suông, và nó không có tác dụng. Thì lúc đấy không có tác dụng là mình không thay đổi rồi. Nên là nhiều người là cứ ngồi gần thấy Thế Minh Tuệ cảm thấy an lạc này. Và ngày xưa như kiểu sư huynh đi đấy, thấy mọi người cứ thấy con ngồi như này an lạc được nắng kệ. Xong rồi mọi người mà cứ ngồi gần đấy, thân tâm an lạc cũng chả thấy bộn bề lo âu suy nghĩ đúng không? Khi mà người ngồi với con là bỏ hết ưu tư muộn phiền, bỏ hết mọi thứ sang một bên, tập trung vào cái hiện tại, không khí này, nhìn cảnh quan này, đấy, mọi sự diễn ra, đúng không? Thì thấy nó thay đổi liên tục đúng không? Cơn gió vừa đến nó lại vừa mất rồi. Đấy, lời nói của con vừa nói ra thì nó đã trở về quá khứ rồi, nó không phải hiện tại đâu. Và Đức Phật nói là không như ở cái trái đất vũ trụ này nó không có không gian và thời gian. Không gian và thời gian là do con người mình quy ước thôi. Cũng như mình quy ước là một ngày như thế này, một ngày như thế kia để diễn giải mọi sự vật hiện tượng nó dễ dàng hơn. Một ngày có 24 tiếng và một ngày có ngày và đêm chia ra như vậy. Đó, và bắt đầu hàng năm, hàng tháng, hàng ngày. Nhưng Đức Phật nói là không có không gian và thời gian đi và thời gian đến, đấy gọi là vô thủy, vô chung. Với con mắt của nhà Phật là như vậy, nó có không có không gian, có nghĩa là không gian nó không thay đổi. Mọi người không, cái không gian đấy mình hay nói là thời gian phàm phu, Đức Phật nói là không gian đó, cái hư không đó nó không bao giờ thay đổi. Bây giờ tất cả mọi người có thể là hình dung lại nè, không ai biết về ngày tháng năm giờ giấc, thì mọi người thấy được cái viễn cảnh chưa? Đấy, không ai nghĩ về thời gian, không gian, giờ giấc gì hết, năm tháng gì hết, không ai nghĩ hết, thì mọi người sẽ tưởng tượng được. Và mọi người thấy cái sự an lạc là cái sự cái thượng mình sống bao nhiêu ngàn năm hay là như nào mà cũng đâu có cần biết đó, nó rất là vui nhiều đó. Đúng rồi, thế mà sư huynh mới nói chuyện với sư đệ đấy để cho sư đệ biết đấy. Còn sư huynh thì nhiều lúc cũng không muốn chia sẻ đó, ít lắm. Bản thân sư huynh là có nghĩa là mình muốn cái thời gian ấy mình trau dồi bản thân mình, nhìn sâu vào hơn nữa, sư huynh muốn nhìn sâu vào nữa để mà đạt đến cái gọi là tích chi hơi thở mà chưa thấy được, khó. Kể cả bây giờ sư đệ cứ hỏi người tu 40 năm, 50 năm hay 60 năm chỉ đi được giảng thuyết, vì sao người ta giảng thuyết hay mọi người biết không? Hàng ngày người đó tụng kinh,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mọi người tụng kinh tinh phương dần đó, thì cái đường nói chuyện của mọi người nó rất là thanh và nhẹ nhàng, làm cho con người đó nghe mà nó ngọt, đúng không? Nhưng mà có thể mọi người luyện được, mọi người luyện thanh được. Đấy. Rồi khi mọi người, khi mà có cái tuệ nó phát triển rồi, mọi người sẽ dùng những cái câu từ của những bậc cha ông đi lại, hay đơn giản là tiên học lễ, hậu học văn, đúng không ạ? Thế tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhân là gì? Trước tiên phải ấy, cũng là trước khi xét lỗi mình, à, xét lỗi người phải xét lỗi mình như vậy. Là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Làm việc gì cũng phải đắn đo thật là cho nó kỹ tường tận gốc đích, đúng không ạ? Rồi mới hăng làm. Dù việc nhỏ nhất mà việc đó thiện, giúp được cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, thì hãy cố gắng tận tâm tận lực làm cho đến nơi đến chốn. Nếu như một việc nhỏ nhất mà việc đó không làm lợi cho mình, làm hại cho người khác, cho chúng sinh, thì phải tiêu diệt ngay. Dù là việc nhỏ nhất thôi nhé, chưa nói đến việc nó lớn lên, ảnh hưởng đến một cộng đồng, một quốc gia, cả thế giới. Thì đạo Phật luôn hướng mọi người về cái đó, làm lành, lánh dữ. Nhưng mà thường thường